Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Iram Beauty ạ. Và rất vui được gặp lại mọi người ở trong buổi livestream ngắn này của mình ngày hôm nay. Và hôm nay là một ngày đầu xuân rất là đẹp trời. Và trước màn hình máy quay đây là các vị khách của chúng ta thì đang được quan sát một ca khử thâm môi chuyên sâu được thực hiện bởi chuyên gia của DK. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với chuyên gia một chút nhé. Em chào chị Quyên. Chị Quyên ơi, cái tình trạng môi, chị có thể nói qua về cái tình trạng môi để có thể khử thâm chuyên sâu không ạ? Môi của chị rất là thâm. Vâng ạ. Tình trạng của chị là chất da nó rất là lì, khó bám mực. Mình phải khử thâm kỹ, lần sau thì mình vào màu được. Vâng. Tức là mình sẽ tách làm hai công đoạn đúng không chị? Vâng. Có một đôi môi là nó tự nhiên mà nó trong ấy, màu mực nó trong. Thì đối với những cái môi thâm như thế này ấy, thì mình nên làm chia làm hai lần. Vâng ạ. Vậy môi sau khi khử thâm thì đã có màu chưa hả chị? Sau khi đã khử thâm rồi thì bong ra thì màu môi sẽ là màu môi tự nhiên nhé. Dạ. Có một chút màu nhẹ. Vâng. Và nếu như những cái khách hàng nào mà yêu thích sự tự nhiên mà muốn để mình có thể thay đổi màu son, đánh son, thì khách hàng sẽ có thể là không làm thêm bước thứ hai nữa. Vâng. Đang chỉ cần với bước một thôi. Bởi vì môi đã hết thâm mà nó chuyển sang màu hồng tự nhiên hoặc là màu đỏ cam tự nhiên. Vâng. Và hiện giờ thì theo như em được biết thì DK đang làm đẹp theo xu hướng tự nhiên. Cho nên là tất cả những chị em, có rất nhiều những chị em mà thích màu môi tự nhiên theo xu hướng của DK. Vậy thì cái màu môi nào đang là màu môi ưa thích nhất ở DK hả chị? Và được các chị em ưa chọn, lựa chọn nhiều nhất ạ? Chị thấy tất cả các khách hàng đến đây, cái màu khách hàng đều chọn là màu đỏ cam. Vâng. Màu đấy cũng rất là thông dụng. Với cả những cái son màu đỏ cam ấy đánh lên cũng rất là đẹp, nó rất là phù hợp cho nhiều loại da. Dạ, vâng. Thật sự là cái điểm ưu nổi bật của màu đỏ, màu môi đỏ cam là sẽ thích hợp với tất cả các loại da, và nhất là những cái chị em da ngăm thì cái màu đỏ cam nó sẽ làm bật tông, cái tông sáng màu của da lên. Còn những cái chị em nào mà có sở hữu những làn da trắng rồi mà vẫn thích màu đỏ cam thì nhìn thật sự là rất là tươi tắn và tự nhiên. Vậy phun môi sau bao nhiêu ngày thì sẽ bong hả chị Quyên? Khoảng 2-3 ngày thôi em ạ. Vâng. Tùy theo tình trạng da nữa đúng không ạ? Đúng rồi, có khách hàng chỉ có 2 ngày đã bong rồi. Vâng. Có khách hàng thì 3 ngày. Vâng, vậy sau khi phun môi xong thì mình có cần phải ăn kiêng không ạ? Không, bởi vì là mình phun với công nghệ châu Âu thì mình không phải kiêng khi ăn bất cứ cái gì hết. Vâng. Ăn uống thoải mái được nha. Vâng. Đấy, khi các bạn vừa xem này, cái phun môi của chị ấy là như thế này là không hề sưng này. Chỉ hơi đang hơi lề tề một xíu. Vâng ạ. Mặc dù là tình trạng da môi của chị khách của chúng ta thì rất là mỏng, tuy nhiên dưới cái bàn tay, dưới kỹ thuật của chuyên gia khí cây thì như chúng ta thấy thì không hề có cái hiện tượng bị sưng này, bị nề đó. Và đặc biệt là rất là nhẹ tay, và trong cái quá trình thực hiện ấy thì tôi thấy là chị khách này rất là thoải mái và không hề có biểu hiện là đau đớn hay là khó chịu. Vì trong quá trình làm, chuyên gia đi rất nhẹ tay, và ngoài ra thì nếu như mà với những cơ địa mà không ăn tê được tuyệt đối thì chuyên gia của chúng tôi sẽ có trợ tê dạng lỏng nhé, nên là các chị em hãy hoàn toàn yên tâm. Và đây là một ca khử thâm môi chuyên sâu mà chuyên gia của chúng tôi đã đưa ra cho lời khuyên cho chị khách hàng là sau 2 tháng, tức là sau ngày khử thâm ngày hôm nay, thì sau 2 tháng nữa sau khi mà môi đã ổn định rồi thì DK sẽ mời chị khách hàng quay lại và chuyên gia của chúng tôi sẽ kiểm tra bước 2, và sau đó thì sẽ thêm màu theo màu ưa thích của khách hàng nhé. Và nếu như mà các chị em thường xuyên theo dõi những cái hình ảnh môi sau khi phun, sau khi sử dụng dịch vụ phun môi 3D phủ xương thì sẽ đều thấy là những cái màu, tất cả những màu môi tại DK thì đều rất là tự nhiên đó, và theo xu hướng tông đỏ cam này, hồng cam, hoặc là với những cái chị em nào mà môi không thâm đó, và hoặc là mình có sở hữu cái màu da trắng, mình có thể sử dụng màu cam đào hoặc là màu hồng baby, làm những cái màu mà được rất rất nhiều các chị em ưa chuộng và sử dụng và lựa chọn. Vâng, và cảm ơn những chia sẻ của chị Quyên rất là nhiều, và chắc hẳn các chị em cũng đã nắm được một vài những cái điểm lưu ý khi phun môi tại DK đúng không ạ?
Và nếu như mà các chị em còn những cái câu hỏi gì thì có thể gửi câu hỏi trực tiếp bằng cách là inbox cho fanpage của DK, thì đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho các chị em về những dịch vụ cũng như là về những chương trình ưu đãi tại DK nhé. Và hiện giờ thì trong khi mà đang có dịch virus corona đang bùng phát thì DK cũng gửi đến các chị em những cái lời khuyên là mình nên rửa tay thường xuyên này, đó, với cái nước rửa tay khô có cồn. Hoặc là khi đi ra ngoài thì các chị em lưu ý là nhớ đeo khẩu trang để tự bảo vệ mình và cũng bảo vệ người khác nữa. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của mình ngày hôm nay ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những livestream tiếp theo nhé.